Thưa quý vị, thị trường hàng hóa Tết tại thành phố Đà Nẵng những ngày này đang dần nóng lên rõ rệt khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Người dân thành phố bước vào cao điểm mua sắm để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Giá nhiều mặt hàng đã tăng theo nhu cầu của người dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại các chợ truyền thống, sức mua đã tăng nhẹ, nhất là các mặt hàng tươi sống. Không có hiện tượng tăng giá đột biến, nhưng những mặt hàng có nhu cầu cao, giá đã tăng. Như mặt hàng thịt heo, giá mỗi ký thịt ba chỉ, sườn non đã tăng thêm 10.000 so với tuần trước, lần lượt là 130 và 150.000 đồng mỗi ký. Trong khi đó, cũng là thịt heo, nhưng thịt mông, vai và xương khác, giá lại giảm. Vì các đồ giạc mình bán không được nên mình tăng lên 1 ký 10.000 để mình vớt qua cái đồ giạc. Bình thường thì mình bán cái đồ giạc được hơn, không hiếm, dư chứ không hiếm. So với Tết năm ngoái thì năm nay được hơn. Với mặt hàng hải sản, hàng loại 1 như cá thu, cá bớp, cá hố, giá đã tăng thêm hàng chục nghìn đồng mỗi ký, dù sức mua không cao. Giá cá thì bữa nay hải sản là gần Tết là nó lên. Tươi hải sản là loại 1 là 2-3, cá thu là 330, cá câu là 450, còn cá hố là 250, mực là loại nhất là 400. Thì ngày Tết với lại họ đi hiếm hàng nữa là không có hàng là ngày Tết họ lên. Giá trái cây cũng đã tăng lên từng ngày nhưng tập trung ở những loại tiêu dùng cao dịp Tết như bưởi, thanh long, xoài, mãng cầu, vân vân. Trái cây nói chung thì những có hàng cũng cô gió, nhưng mãng cầu, thanh long nè, xùa cho các châu đồ đó thì lên gió. Còn những hàng mà nước ngùa nó thì cũng lên. Thì đó như mấy cây mua Mỹ là họ nhất. Bà bữa nay lai tới hơi trị một thồng. Đi qua bên mua hồng sĩ hơi thì lụa cô nhất, lụa đẹp nhất. Và còn lụa như sáo nhất thì 700 được hết đó. Còn như sùa châu thì cũng cô gió. Sùa châu mấy bữa 30 đến 35, qua bữa nay mua 5-60 đồng. Hiện cơ quan thống kê đang thực hiện điều tra giá hàng hóa và dịch vụ kỳ 2 của tháng 1 năm 2023. Có khoảng 700 đến 800 mặt hàng sẽ được cơ quan này cập nhật giá liên tục. Theo nhận định của cơ quan thống kê, cơ bản mặt bằng giá hàng hóa tại Đà Nẵng trong tháng 1, tháng cao điểm mua sắm Tết Quý Mão vẫn giữ được ổn định. Chỉ có một vài mặt hàng tăng giá cục bộ do nhu cầu tiêu dùng tăng cao những ngày cận Tết. Cơ quan này cũng nhận định mức tăng giá nằm trong vùng an toàn và khả năng chi tiêu của người dân. Tôi bữa nay mới đi tưởng cả biết giá nó rằng à. Rồi đại khái ông thấy cũng bình thường với dễ mua mà. Với cái mức giá này thì đến thời điểm hiện nay thì phù hợp so với cái đời sống của người dân. Tuy nhiên những ngày sắp đến thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường bám sát cái địa bàn để nắm xem tình hình giá có biến động lớn so với những ngày thông thường hay không, để chúng tôi có cái tham mưu kịp thời với thành phố cũng như các sở ban ngành để có cái sự điều chỉnh cũng như là cái kiểm soát giá phù hợp cho dịp Tết năm 2023. Theo các tiểu thương, sức mua ở thời điểm hiện tại chưa bằng cùng kỳ năm ngoái. Nhiều tiểu thương đang kỳ vọng vào tuần này, tuần mua sắm Tết cuối cùng trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 khi công nhân, người lao động được nghỉ và mua sắm Tết.